Xin chào quý vị. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những biến động của thiên nhiên, nên là hôm nay là bắt đầu mình đi ăn hamburger của Hoàng Gia. Và mình thấy cái cây này mấy năm trước cũng còn đẹp và bây giờ cũng còn đẹp, quý vị thấy không? Tuyệt vời không? Đó, quá tuyệt vời. Đó, bữa nay là 16 tháng 9 2024, quý vị. Sau cơn mưa trời lại sáng, yên tĩnh. Và bây giờ trời bắt đầu quang mây tạnh ở Thụy Điển, nhưng mà mưa hôm qua ở Ba Lan và Rumani ngập nước ở Trung Âu. Dạ. Nên là hôm nay là mình đi chơi chỗ đó. Quý vị thấy cây tiếng đẹp không? Chúng chỗ nhà vừa rồi mình đi nghỉ hè đó, tháng 7 tháng 8. Lấy cái cây này thì đẹp. Đẹp đó. Đây là hamburger thịt quý vị. Đây là bánh mì Hoàng Gia. Đó. Bánh mì Hoàng Gia đó, quý vị thấy không? Tuyệt vời. Bên này là đài truyền hình của thành phố của Thụy Điển, Venice Studio. À, quá đẹp. Đây quý vị, bánh mì Hoàng Gia năm 1954. Từ hôm nay là đúng 70 năm. Năm nay là năm 70 năm mình sẽ có tiệc tùng với bánh mì Hoàng Gia. Dạ đó. Đây cái cây này là cây tuyệt vời đây quý vị. Trái của mùa thu. Dạ, rất là đẹp. Trái màu vàng cam. Rất là tuyệt vời. Đó, vàng cam quý vị thấy tuyệt vời không? Đó. Đó, màu vàng cam cống hiến quý vị. Đây ở mỗi mùa có mỗi lọ hoa trái khác nhau. À, cô La Lô bé mập bữa nay cảm thấy thích thú. Vâng, sau khi mùa hè được mua nhiều áo quần để đi diện. Đó, tuyệt vời quá. Đây có ổ chim nữa. Đây, ổ chim đây nè. Đây, xin chào quý vị, đây ở xa xa quay ổ chim nè. Thì qua bên này. Ê, bên này trái nhiều quá, trái nhiều quá. Wow, xay trái này quý vị. Wow, xay trái luôn. Xin chào quý vị, đây là trái cây xay trái. Ở trên là chim có tổ, người có tông, cây có cội, nước có nguồn. Coi như là lá rụng về cội. Yeah, cháu bà nội tội bà ngoại quý vị. Cây có cội, nước có nguồn, lá rụng về cội. Yeah, cháu bà nội tội bà ngoại. Đây, đây là cây cô đơn nè. Ở một mình đứng ngoài đường phố. Đó, tuyệt vời. Quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, đây là coi như trung tâm hamburger King. Quá đẹp. Đây bánh ngọt quý vị. Cho mùa hè quá đẹp. Quý vị sang món cay 20 đồng. Đó, 20. Cái này là Burger King 1954. Dạ, coi như sanh trước mình 10 năm. Và năm nay kỷ niệm 70 năm quý vị. Dạ, sẽ có tiệc tùng đây. Chân dính nữa. Quý vị thấy không, Whopper này rất là ngon. Thử đây, mời quý vị tới thử. Giang kê Whopper, BBQ Whopper, rồi cái đó là Speaky Whopper, là có nhiều đồ nêm nếm. Đó, Gao Mết Cris Chicken mình cũng ăn hết mấy này rồi. Steakhouse ăn qua rồi. Dạ, yeah, rất là ngon. Vừa rồi mình được ăn mấy món bình dân nhưng mà rất ngon. Bánh mì gà chiên ngon lắm. Chicken kia nè, loại chiên này rất là ngon nè quý vị. Đây, nếu quý vị mua không có con lết thì 30. Rất là ngon, mình mới vừa ăn một cái. Rất là ngon, đó. Cái này gà chiên cũng ngon nữa. Và mình ăn cái này nữa. Vừa rồi mình ăn cái này, tức là bánh mì này không à, mà phải dài, vừa vừa. Rất là ngon. À, nếu quý vị thấy thích vui, tới ăn uống chia sẻ. Quá ngon, đó, quý vị thấy đẹp không? Đó, dù che trướng phủ, lọng che, đó, đi. À, quay dùm mấy cây này nữa. Xin chào quý vị, đây là cây của xứ Trung Đông. À, xứ nóng, cây này rất là đẹp. Cây này giống như cây vạn thế hoặc là thiên thế của Việt Nam mình đó, dành cho những bậc coi như là hoàng thượng, hòa thượng mới được tiễn đưa bằng bông. Và cây này rất là đẹp đó. Đây
Cây này là có cây gai đó, nó có gai. Cây này ở nhà ông Phạm Nhật Vượng ở quận Nhất có trồng hai cây thiệt lớn, có tượng Đức Di Lặc, mình đã nói một lần rồi, rất là tuyệt vời. Đây cô La Lô bánh mập vừa rồi tặng cho mấy con chim bánh mì hamburger tới ăn rồi quý vị, những người khách này đó, quý vị thấy tuyệt vời không đó. Đây là chiếc xe Sport Blade quý vị, thể thao màu đen của mình. Cái này là Sport Blade, chiếc xe màu đen của mình đó. Hi, xin cảm ơn quý vị. Xin chúc quý vị vui tươi và xin phúc. Chào. Xin chào mùa thu lá bài coi như trung thu. Xin chào. Đây. À, cái thằng nó ngồi trong đó mình không thấy. Đây là chợ Rusta. Đây Rusta quý vị. Đó cây này đẹp dữ, thấy không? Hồi nãy là cây sum xê, quý vị thấy hai cây không? Quay lại là coi đi, đây cái bông nhỏ này đẹp này, chuẩn bị trổ nè. Wow, mầm tươi quá đẹp quý vị. Đó, nắng ấm, bữa nay là trời bắt đầu dịu mát sau mùa hè. Yeah, rất là tuyệt vời. Đó, quý vị thấy cây trơ trọi mà đẹp quá nè. Quý vị thấy không, cây này là cây bông xê. Trời ơi, con lao luôn nè. Tôi la lô với mầm, nó càng già càng đẹp nè, thấy không? Đó, đó bên kia cây này quý vị, cây này kia đó, cây kia sum xê, còn cây này càng cổ nhưng mà cũng đẹp, sừng sững dưới đất trời, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình vào di cánh thịnh, ba này, cái này là của rút rồi. Rồi, xin chào, bye bye. Xin chào thưa quý vị, thế giới của nhân thiên và địa ngục. Coi như lễ mà chuẩn bị Halloween sắp tới. Đó quý vị coi kìa, toàn cảnh Halloween rất là tuyệt vời. Đó quý vị thấy không, đây màu này là màu tâm lý Halloween. Yeah. Đây kẹo cho Halloween, đầu lâu quý vị. Wow. Đó quý vị thấy đầu lâu không, dễ sợ không? Đó quý vị thấy nè, đủ loại màu rất là đẹp, so sweet nè. Yeah, đủ loại màu quý vị. Đó quá đẹp dành cho các em bạn em nhỏ. Đây này có châm đẹp quá, đèn đó, nè. Đó, quý vị thấy đẹp không? Đèn nè. Đèn ta biết rồi. Đèn đó. Quá đẹp quý vị. Đây, đủ loại đèn để mà hưởng. Đó, ở đây tuổi trẻ rất là thích mùa này là mùa Halloween. Đó, quý vị thấy đẹp không? Đèn chớp chớp rất là tuyệt vời. 69 đồng đâu có bắt đâu. Quý vị, có 69 đồng. Nè, đây. Wow, giá rất là rẻ. Wow, đàn le coi như là rất là tuyệt vời. Đó, mình muốn xài pin thì xài, xài điện thì xài. Đây là đó, cái... quý vị thấy những cái cây ma rất là đẹp không? Con dơi á. Đúng, con này con dơi. Đây, Spendy, con dơi, ở người. Người dơi đây quý vị, rất là đẹp, tuyệt vời quá. Đây, rồi quý vị thấy con này là con Spendy. Spendy. Yeah, Spendy. Là con nhện nhện độc địa đây. Đây quý vị thấy không? Đó, mắt đỏ. À, quý vị thấy những táo bí đẹp không? Đó, nhà mình cũng có. Đây những táo bí, mùa này là mùa bí đó quý vị. Ăn vô vui vẻ, táo bí cười. Rất là tuyệt vời. Bữa nay chúc quý vị chuẩn bị cho ngày Halloween, ngày mà đó, vui vẻ đó nghe quý vị. À, con người muốn đi lên thì thành thánh, mà đi xuống là thành ma. Ma quỷ Phật Phật ma ma nói chính tà, ma ma Phật Phật bởi do ta. Đó quý vị, đó. Mình sống ra sao thì mình đi về qua đó. Đây, wow, cái đầu lâu này quý vị, ma nè. Đó, rất là tuyệt vời. Đó quý vị không, thế giới của ma quỷ cũng đẹp như vậy đó. Đây, wow, quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, quá trình, đây là ngày lễ của lễ Halloween của Rusta. Và cái chợ này bán rất là mềm giá, tất cả đều được giá super, giá coi như là giá tuyệt vời. Yeah. Yeah. Đây, những cái áo đẹp này quý vị cho những cô gái làm ma nè, đó. Quá là quá tuyệt vời, rất là dễ rẻ, 40 mấy đồng. Đây, con nhà nhện này nước ơi, đây. Đây. Cái này cái gì không đây? Đây, có con những nhà nhện. Đây, quý vị thấy không, có con mèo, có cây, có cối, con nhện nhện.
Xin chào quý vị, đây là lễ Halloween con nhện nhện độc địa. Đây. Xin chào quý vị, đây là cái đầu lâu. Tất cả mọi người từ đâu mình sẽ đi về đó, để lại một cái sọ với là những cái xương sẩu. Quý vị thấy ghê không? Đó. Đó quý vị thấy nè, đó. Quý vị coi nè. Lễ ma nè, tất cả đều đi vào dĩ vãng. Đó, cười. Cô lao luôn cái mặt cười đó quý vị đây. Nè. Bàn tay xương sẩu. Đây, quý vị coi nè, đây. Chào mấy anh quá. Chào mấy anh ba. Anh ba này cũng biết cho đồ rồi dữ. Chào quý vị. La Lô Bé Mập và Ao Vi Hoàng Thành nói mình sao mà dúng những quỷ quái trong phim Phật Thích Ca quá. Đây nè quý vị. Bữa nay nó đem đi xích tới nó xích nè. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ôi chân đúng. Ôi da. Chai những em bé tới đây quý vị. Ôi chân nó gớt hết á. Không đến đâu đây. Quý vị coi nè. Ghê quá. Quý vị nó thấy nó ăn kẹo nè. Wow. Ôi da. Quý vị ơi. Quý vị ơi. Wow. Cô La Lô Bé Mập sợ lắm. Đây. Đây là những đồ. Ghê quá. Đồ này hiền này quý vị, đồ ma hiền. Ma hiền này. Đây ma này ma hiền. Đúng là đồ đẹp. Dạ mặc dễ gì ghê quá. Đó các em nhỏ mặc đồ này đi xin mua đồ ăn, mua kẹo. Đây cái này là mới đây. Qua wow, ma mà có áo vest đẹp hiền. Cái này mà mình đi mua được bộ đồ vest này đã lắm á. Quá đẹp nè quý vị. Wow, cho mấy em nhỏ mặc vô đi á. Mắc đắt tiền không à, giỏi à. Vâng. Cũng có 100 bạc à, rất là rẻ. Coi như tuyệt vời. Vâng. Đó quý vị thấy không, lễ ma tuyệt vời không, mọc sừng. Cái sừng đó rất là tuyệt vời. Đây, có nhiều cái nón cho các em bé mặc sức mà lựa chọn. Đây. Cái ông lão lên rồi cũng vui kìa. Xin cảm ơn quý vị, đây là chuẩn bị vào lễ ma cuối tháng 10 đầu tháng 11. Đó, rất là tuyệt vời. Để mà quý vị có cơ hội nắm bắt những hình ảnh sau cùng của kiếp người. Cái chết một khi đến, bất kể kẻ sang giàu, người hàng đều phải chết. Cái chết là cái công bằng của vĩ đại nhất, không một người nào tránh khỏi, dù Chúa hay là Phật, Thánh Nhân hay là Phạm Nhân. Cái chết là cái công bằng của vĩ đại nhất, không từ khước một người nào. Nên là mình phải chấp nhận. Đó. Ô. Wow. Chúng ta làm ma. Phân tích cái đường. Em gặp lẽ mà gặp trời. Rắc là vui hấp hấp dẫn. Đó. À đẹp không? Ok. Và Alashamli Nguyên Sittamo Manbali So Manli gọi Sittan Để Sittamo Cam Thi Đền Học sinh Manli Ala Sot Thì Bố Cà Thì Du Đền Bara Scarlet Các bạn mình nói sau khi mình chết Yên em phải đến nào Cảm ơn họ Stress ta bay Do họ ô gôn xong lý sơ Thử là tôi có mắc lý sơ. Ôi ông này rút tiệc á, ông giỏi á. Rút tiệc. Nó lại ông làm cái đó. Superman. Phải hiểu lâu hơn xưa. À, cái đường hot anh. Này, ok, ok. Xin chào quý vị, nhà Trung Xuân Hướng. Đây là trái dưa ngọt. Coi như tí gỡ melon. Rồi quý vị, bạn vô nghe. Quá ngon này quý vị. Trái này bự ngọt. Rất là tuyệt vời, quý vị thấy không? Mình sẽ mua trái này về ăn nè. Đó. Ở đây là siêu to đại bự đây. Quý vị thấy không? Quá ngon. Wow, trái này rất là tuyệt vời. Quý vị thấy không? Chợ Pasa ở Rusigo Centrum đây, vườn hồng.
rất là đẹp, lá cây nhiều lắm quý vị ơi, đó rất là đẹp, tuyệt vời. Mời quý vị tới đây để mua vào, mua vào. Dạ đây, có mấy cái nho kia tới đây chờ chút. Đây, xin chào quý vị. Đây là trái nho đặc biệt. À, 60 đồng một ký, 6 đô quý vị. Rất là tuyệt vời. Trái nho này là trái nho rất là tuyệt vời. Trái nho ớt ăn ngọt liệm đó quý vị. Mời quý vị mua nghe, ở đây mình đương cân nha. Wow. Đó, hơn nửa ký đó quý vị. Rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị hãy nho vậy ô. Yeah. Rất là tuyệt vời. Mời quý vị đến để mà mua hồng tươi nè. Mới vừa hái nè quý vị. Đem từ El Salvador qua đây. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, trái ngon quá, trái ngon quá. Mấy quả dưa hồng này đó quý vị, còn chưa biết. Rất là tuyệt vời. Đó. Rất là ngon. Wow, ai cũng mới tới lúc một ở đây. Đó. Thôi xong. Quý vị lắng nghe và chia sẻ. Tiếp thì cảm thấy thích đến Baza, Red Sugar Syndrome. Đây là trung tâm thương mại hay buôn bán làm ăn. Đâu, đây là cái bưởi. Rất là tuyệt vời. Ký vị của New Zealand, Tân Tây Lan quý vị. Rất là nhiều trái cây để ăn. Đó, rất là tuyệt vời. Ký vị tươi này quý vị. Đó, gửi về quê hương nhân rằm tháng 8 trung thu. Và bữa nay là 14 tháng 9 năm 2024. Sau những chương trình được nghỉ ngơi. Xin chào và cảm ơn. Yeah.